Dạ vâng, em xin mến chào quý cô bác anh chị. Thì ở video ngày hôm nay, em xin được kể cho quý cô bác anh chị nghe một cái câu chuyện này. Thì em cũng xin được nói trước, đây là một câu chuyện về khía cạnh tâm linh. Thì đã là câu chuyện về khía cạnh tâm linh thì sẽ có người tin, người không. Và cũng sẽ có người, nhiều khi là người ta sẽ nói nặng, nói mình là bị đặt chuyện để mà câu view, câu like. Thôi thì cái vị khán giả này cũng đã có lòng, người ta gửi câu chuyện này về cho em, mà em không chia sẻ thì cũng phụ lòng người ta. Cho nên thôi thì đây là một cái câu chuyện về khía cạnh tâm linh, cho nên là sẽ có người tin và sẽ có người không tin mình. Và ai tin thì tin, còn nếu ai không tin thì cũng không sao. Và em xin được phép sau đây em cũng xin kể lại tường tận tất cả những cái sự việc. Thì sự việc này em cũng tóm tắt sơ, đó là câu chuyện mà anh Việt Kiều Mỹ về quê hồi hương gặp phải, đã bị gia đình của mình yểm bùa. Thì để biết ảnh bị ai yểm bùa, cũng như là bị tại sao lại bị yểm bùa, và ảnh tìm mấy ông thầy để mà gỡ bùa như thế nào, thì em cũng xin mời quý cô bác anh chị mình chúng ta cùng nghe qua tường tận tất cả nội dung câu chuyện mà anh đã chia sẻ với em như thế này. Năm 2023, tôi quay trở lại Việt Nam sau hơn 20 năm sinh sống và định cư tại Mỹ. Tôi đã thành công trong lĩnh vực kinh doanh, sở hữu một cái chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở tiểu bang California. Tuy nhiên thì cuộc sống xa quê nó luôn để lại trong tôi một cái khoảng trống khó lấp đầy. Những cái ký ức về gia đình, những ký ức về bạn bè, làng quê thơ ấu của tôi, nó luôn thôi thúc tôi phải quay trở lại Việt Nam. Khi mà tôi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tôi cảm thấy rất là phấn khởi và hồi hộp. Tôi được mong ước là muốn kết nối với quê hương, với những cái kỷ niệm đẹp tuổi thơ, và được gặp lại dòng họ còn lại ở đây. Thì một trong những người thân của tôi gặp đầu tiên đó là ông ba. Ông ba tức là ông anh của ông nội của tôi. Ông nội tôi là thứ tư. Thì ông ba hiện đang sinh sống tại một cái làng quê ngoại ô ở Sài Gòn. Ông ba đón tiếp tôi rất là nhiệt tình, đưa tôi về nhà, giới thiệu cho tôi những cái sự thay đổi của làng quê trong suốt 20 năm. Thì tôi cảm thấy hạnh phúc khi mà nghe được, khi thấy làng quê của mình vẫn giữ được cái nét đẹp yên bình, thanh tịnh. Tuy nhiên thì cái mắt của ông ba luôn có một cái chút gì đó bí ẩn, khiến cho tôi cảm thấy mình không có được thoải mái cho lắm. Có một hôm thì ông ba mới mời tôi đến dự cái buổi lễ cầu an. Buổi lễ thì được tổ chức tại nhà của ông ba. Thì mới nói rằng đây chỉ là một cái lễ truyền thống của cái ngôi làng, mong muốn để mà cầu sức khỏe cho người dân làng có thể được thịnh vượng, đại khái là cho tất cả mọi người ai cũng được một cái sức khỏe tốt. Thì tôi lúc này thì cũng không có nghi ngờ gì, nên là tôi cũng vui vẻ, cũng đồng ý tham gia cái buổi lễ. Thì tại buổi lễ khi mà bắt đầu á, thì có một người thầy cúng trông cũng kỳ lạ lắm. Ông này thì mới xuất hiện và bắt đầu thực hiện những cái nghi thức phức tạp. Người thầy cúng này thì mới dùng những cái loại bùa chú và những cái loại ngải thảo dược, đặc biệt nói rằng á, đây là để trừ tà và mang lại một cái sự may mắn. Nhưng mà vì tôn trọng cái phong tục của làng cho nên là tôi vẫn tham gia. Thì sau buổi lễ thì tôi mới bắt đầu cảm thấy là có những cái điều kỳ lạ bắt đầu là nó xảy ra. Công việc kinh doanh ở đây ở Mỹ thì bắt đầu là gặp trục trặc nhiều hơn. Khi mà không rõ cái lý do, tài sản của tôi thì dần dần cũng bị thất thoát. Gia đình của tôi ở Mỹ cũng lâm vào những cái sự khủng hoảng. Sau đó thì vợ chồng xích mích, con cái thì bất hòa với nhau. Thì có một đêm khi mà đang nghỉ ngơi tại nhà của ông ba, tôi mới thấy có một cái bóng đen. Bóng đen này thì lướt qua cửa sổ. Thật ra thì tôi tò mò cũng quyết định. Tôi điều tra thì tôi mới biết, tôi mới lén lút tôi đi theo dõi cái bóng đen, mà mới phát hiện thì ra đó là ông ba đang thực hiện một cái nghi lễ bí ẩn trong một cái căn phòng tối om. Ông ba mới đặt nhiều loại bùa ngải xung quanh một cái hình nhân bằng sáp. Và thực sự tôi rùng mình khi mà tôi nhận ra hình nhân đó khắc đầy đủ họ tên của tôi trên đó. Lúc này thì tôi mới quyết định không có đối chất trực tiếp với ông ba, mà tôi âm thầm
Tôi không có đối chất trực tiếp với ông bà, mà tôi âm thầm tìm cách để mà giải quyết. Tôi mới ngay lập tức rời khỏi Sài Gòn, rời khỏi nhà ông bà và tìm đến một cái người bạn cũ. Người bạn này sinh sống ở Sài Gòn. Người bạn này thì cũng là một cái nhà nghiên cứu về bùa ngải, cũng như là nghiên cứu về những cái hiện tượng tâm linh. Anh bạn của tôi tên là Nam Anh, thì anh ấy từng học chung đại học với tôi. Khi mà tôi đi ra nước ngoài định cư, sau khi mà anh này nghe được cái câu chuyện của tôi thì mới có cái vẻ mặt cũng nghiêm trọng. Anh nói rằng cái loại bùa ngải này là một cái loại ma thuật cổ xưa, nó rất là nguy hiểm. Nếu mà không giải quyết đúng cách thì cái người mà bị yểm bùa có thể là bị mất hết tất cả những cái tài sản, gia đình cũng ly tán, thậm chí là cái mạng sống cũng không có giữ được. Thì lúc này anh mới quyết định giúp tôi. Thì chúng tôi bắt đầu tìm kiếm những thầy pháp mà người ta có tiếng để mà giải cái bùa này. Thì qua nhiều lần gặp gỡ và thử nghiệm, chúng tôi vẫn không thành công. Tôi cảm thấy tuyệt vọng, sức khỏe của tôi thì ngày càng suy giảm, tinh thần cũng rối bời. Cuối cùng thì qua một cái người quen của anh Nam và cho tôi biết đến một cái vị thầy già. Thì vị thầy này đã sống ẩn dật ở một cái ngôi chùa xa xôi ở miền Trung. Thì thầy này cũng nổi tiếng với khả năng là giải bùa, bùa ngải và chữa trị những cái ca bệnh tâm linh phức tạp. Thì tôi mới quyết định là đến tìm thầy. Vị thầy này mặc dù là cái hành trình của tôi rất là gian nan, khi mà đến nơi thì chúng tôi đã được tiếp bởi vị thầy già này. Thì ông nhìn tôi với một cái cách chăm chú và nói rằng tôi đang bị một cái lời nguyền rất là mạnh, cần phải có một cái sự kiên nhẫn cũng như là một cái lòng quyết tâm để mà giải thoát. Thì sau đó ông mới bắt đầu thực hiện cái nghi lễ thanh tẩy cho tôi, sử dụng cái loại thảo dược, sử dụng cái loại bùa chú để mà cầu nguyện cho tôi. Quá trình này thì nó kéo dài hàng tuần, mỗi ngày thì tôi phải tham gia các cái nghi lễ phức tạp, phải cực kỳ nghiêm túc, phải đã trải qua cái cảm giác đau đớn mệt mỏi, nhưng mà tôi cũng không có bỏ cuộc. Tôi biết rằng đó là một cái cách duy nhất để mà có thể cứu gia đình của tôi, cứu mình, cứu chính tôi. Thì có một đêm nọ, thì trong cái buổi nghi lễ đặc biệt, vị thầy già này mới nói rằng tôi phải đối mặt với chính cái nỗi sợ hãi và chính cái sự tội lỗi của mình. Tôi đã nhìn thấy được những cái hình ảnh về quá khứ, về cái sai lầm của mình, cũng như là cái sự hối tiếc của tôi. Tôi cảm nhận được cái sự sức mạnh của cái lời nguyền, nó đang dần dần bị phá vỡ đi. Cuối cùng thì sau đó nhiều cái sự nỗ lực thì buồn ngãi lúc này cũng đã được giải thoát. Tôi cảm thấy sức khỏe của tôi cũng như là tinh thần của tôi đang dần hồi phục trở lại. Thì tôi mới quay trở về Mỹ, khôi phục lại tất cả những công việc của tôi, cũng như là hàn gắn lại cái mối quan hệ gia đình. Tuy là vẫn còn nhiều cái vết thương lòng, nhưng mà tôi đã học được rất là một cái bài học về cái sự cẩn trọng. Tôi đã nhìn thấy cái sức mạnh tâm linh nó là như thế nào. Thì từ đó tôi đã thường xuyên quay trở lại Việt Nam, nhưng mà lần này với cái sự tỉnh táo, một cái sự cảnh giác hơn, cũng như là dùng những cái kinh nghiệm của mình để mà giúp đỡ cho những người người ta gặp cái hoàn cảnh tương tự như mình. Mong rằng không ai phải trải qua những gì mà tôi đã trải qua như vậy. Và thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn cũng vừa được nghe qua cái lá thư, phải nói là một cái lời tâm tình khi mà anh này đi về Việt Nam. Thưa quý vị, bắt đầu là những cái chuyện này kia nọ đã xảy ra. Ở đây nội dung muốn chia sẻ là liên quan đến cái chuyện mà anh bị yểm bùa. Thật sự thì ở đây cũng không phải là làm cho người ta thấy sợ, người ta không dám đi về Việt Nam đâu, nó không phải là vậy. Thưa quý vị, trong cái sự bí ẩn ma mị, những cái thế giới của mình gọi là thế giới vô hình đó, đôi khi người sống bây giờ người ta còn sống nè, người ta lợi dụng những cái tâm linh để mà người ta hãm hại lẫn nhau. Thì cái câu chuyện này cũng chỉ muốn kể cho quý vị được nghe, cũng như là lời cảnh giác thôi quý vị, chứ không có gì hết. Và quý vị và các bạn có nhận định hay đánh giá nào về video này có thể bình luận ở dưới để em và mọi người được biết thêm. Cũng như quý vị thấy video này ý nghĩa thì cho em xem một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ. Em xin cảm ơn quý cô bác anh chị mình rất là nhiều.